Vâng, Saitama lại về một con xe siêu lướt Honda RS 2022, vừa mới mua được mười mấy hai chục ngày gì quý vị, mua được mười mấy ngày, xe chạy được có trăm cây số nha quý vị, 120 cây số, có nghĩa là mua từ hãng chạy lên đăng ký xe. Đáng lẽ là xe này Tâm sẽ không lấy biển số luôn á, nhưng mà nếu mà biết vậy là Tâm sẽ không lấy bản số luôn, để hồ sơ đó chừng nào bán được cho ai thì ra bản số. Nhưng mà nguyên do là chủ họ ra bản số rồi nên mình cũng đỡ, tại nếu mà đỡ là đỡ cái gì cô chú anh chị biết không, đỡ là họ đóng thuế cho mình 10% á. Thì giờ nếu như mà cái xe này giờ sử dụng từ là xe lướt đã qua sử dụng, chứ còn nếu mà chưa có bản số thì mình đóng thuế 10% thì giá thành nó rất là cao. Cô chú anh chị cũng biết rồi, bây giờ xe này nếu mà mua mới hoàn thành hết á, chưa có đồ chơi gì hết á, thì nó rơi vô khung khoảng 670 ha, 670 là tại Bình Dương, còn nếu như ở thành phố Hồ Chí Minh thì cao hơn. Xe này thì nó chạy có 124 cây số, cô chú anh chị hình dung được cái xe mà chạy 124 cây số không, nó y như một cái xe trưng bày trong hãng này, dây vô dây ra vậy đó, là từ trong hãng chạy về tới nhà 124 cây số, mới mua chắc được mười mấy hai chục ngày gì đó. Honda RS hộp số tự động, nếu mà tính về Honda thì xe này là bản Honda RS thì bản này là bản cao nhất rồi nha cô chú chị. Nó còn có bản G và bản L nữa, hai bản kia thì nó rẻ. Bản RS này thì bây giờ cô chú chị đi mua hoàn chỉnh luôn là nó khoảng 678 triệu ha. Xe này thì bên Tâm bán là 620 nha quý vị. 620 triệu. Cô chú anh chị liên hệ trực tiếp bên Tâm là có sản phẩm này để về sử dụng nha. 620 triệu 2022 tháng 7 2022. Chạy được 120 cây số. Nước sơn là chưa có một vết xước luôn. 100% là như xe trong hãng, chưa có một vết xước luôn. Màu này là màu xanh đen nha quý vị, màu xanh đen. Nó dạng như hơi xám xám xanh xanh đó, xanh đen. Chưa có mở bất cứ một ốc nào hết, và nước sơn là cũng chưa có một vết trầy luôn. Từ trong hãng chạy ra, chạy thẳng về công an Phú Giáo bấm biển số xong là bàn giao cho Tâm luôn. Dạng như xe này là xe trúng thưởng quý vị, xe trúng thưởng á, là bàn giao cho Tâm luôn. Nhà nhiều xe rồi người ta trúng thưởng á, ta dư xe ra. Xe này thì Tâm bán 620 nha, vẫn rẻ hơn xe mới được khoảng 50 triệu ha. Nhưng mà xe này thì xe mới sao xe này y vậy nha quý vị, đến hãng thoải mái nha, nếu mà sai lệch thì bên Tâm chịu trách nhiệm hết, hoàn trả đủ tiền và gửi mọi chi phí tổn thất cho quý cô chú anh chị về tinh thần và vật chất luôn ha. 120 cây số á, cô chú anh chị hình dung không, 120 cây số thì tương đương với nhiêu, chạy hết 5-6 lít xăng gì đó, 5-6-7 lít xăng gì đó đó, chạy hết nhiêu đó xăng á. Nó khác xe hãng con cái là nó đã đổ xăng và nó đã lăn bánh rồi. 120 km. Sáu trăm hai mươi triệu như cái gì, không có gì để mô tả hết. Nói chung là con xe mới đi, đây 2022 nè quý vị nè. Và mua bên Tâm thì có xe liền để giao ha, không đợi không chờ. Màu xanh này rất là đẹp nha, còn xuống hãng chưa chắc gì đã có liền ha, phải đặt phải đợi. Nhưng mà giá thành thì nó có một sự chênh lệch. Cái xe này là bảo hành hãng tới năm 2025 nha quý vị, bảo hành hãng tới năm 2025. Bản RS thì là bản đủ nhất của Honda City ha, Honda City bản RS là bản đủ nhất, không còn bản nào cao hơn nữa hết á. Nó gồm có đồ chơi full hết rồi, ví dụ như là nó có màn hình nè, màn hình to luôn ha, màn hình xịn luôn, rồi nó có 6 túi khí an toàn, rồi nó có thắng ABS 4 bánh, nó có đủ hết tất cả các chức năng luôn. Mà bản G và bản L là không có nha, đèn full LED trước và LED sau luôn ha, cân bằng điện tử nha, 6 túi khí an toàn. Cái vỏ xe nè, vỏ mà nó còn chưa dính bụi, mà xe này là như cái xe trong hãng đẩy ra vậy đó, không khác gì hết nha quý vị. Thì thay vì ta mua sẵn vậy nè, cô chú chị khỏi phải đi mua, qua bên Tâm là lấy xe về thôi, khỏi phải xuống hãng lấy, nó có khác gì nhau đâu. Tâm chạy về giùm y như dạng nha, mua xe Tâm chạy về giùm cho cô chú anh chị vậy đó, mà lợi ra được mấy chục triệu á.
nói vậy cho mình dễ hiểu ha. À, tao mua dùm cái xe cho quý cô chú anh chị mà lợi ra được mấy chục triệu, còn chế độ bảo hành hãng thì y nhau, chất lượng xe thì y nhau, à, sai lệch thì bên tao chịu hết. Cái xe mở ra nó còn mùi nhựa xe 120 cây số thì cô chú anh chị nghĩ đi, có gì đâu mà coi. Cứ tính 100 cây số đi ha. Đây là lưu kèn trô nè, lẫy số qua lăng nè, khóa thông minh nè, màn hình RS này thì nó to hơn màn hình của top ha, to hơn màn hình của top, cân bằng điện tử nè. Xe này là con xe mới nha quý vị. Tâm chỉ quay sơ lược thôi. Tâm nói xe mới đi cho nhà mình dễ hình dung nha. Tâm bán con xe này là con xe mới 100 cây số. Tương đương với mới chạy có 5 lít xăng à. Mua từ trong hãng về chạy có 5 lít xăng thôi. Hết 5 lít xăng. Xe này là dạng xe trúng thưởng nha quý vị. Trúng thưởng. Thay vì để như vậy á, rồi tâm bán cho ai á thì tâm ra tên người đó luôn, nhưng mà gia chủ này họ ra tên xăng thì khỏi phải đóng thuế 10%, tương đương với khoảng 60 triệu, 60 mấy triệu, rồi đăng kiểm đường bộ này kia kia nọ đồ họ lo hết thì mình khỏe hơn. Còn thay vì bây giờ mình đi mua cái xe này về mình đi đăng ký đăng kiểm cũng y như xe hãng thôi, nhưng mà nó tốn thêm chi phí phát sinh. Bản RS nha, bản RS là bản City mà RS là bản cao nhất rồi, không còn bản cao hơn nữa nha quý vị. Hiện nay là 678 triệu là lăn bánh tại Bình Dương nha. Xe này là 678 triệu lăn bánh tại Bình Dương. Tâm bán cho nhà mình là 620 triệu ha. Cứ ưng thì mua, không ưng thì thôi ha, không có sao hết. Tiền vẫn còn y trong túi của quý vị ha. Xe vẫn còn y của Tâm. Có vậy thôi chứ không có gì hết. Bánh dự phòng. Nói chung là cái xe này là một con xe mới đi. Tao dùng từ xe mới xuống dưới hãng xe sao là xe này y vậy á. Chứ không có gì mà để mô tả thêm được nữa hết. Được dán phim cách nhiệt nè. Bán xe mới cho quý vị luôn nha. Cũng dễ lắm thôi. Có nhiều người họ lại có một cái suy nghĩ là thôi đi xuống mua xe mới. Thì xuống mua xe mới cũng được, chứ đâu có ai mà kêu mình đừng mua xe mới đâu. Mà mình mua xe này thứ nhất là có xe liền, thứ hai là mình tích lũy được khoảng 50 triệu. Đó, nhưng mà nó chả khác gì nhau hết. Xe này mới mua được có mười mấy ngày à, chạy có 100 cây số à, chạy hết 5 lít xăng mà người ta đã mắc đi 50 triệu rồi. Cô chú anh chị mua về thì tự nhiên dư ra được 50 triệu. Nó có hai sự lựa chọn, một là mua luôn xe mới và hai là mua xe này. $620 ha, là bên Tâm có thể là hỗ trợ rút hồ sơ hoặc là ký mua bán hoặc là ký ủy quyền, muốn ký gì cũng được. Xe này thì mở cửa xe ra là cái mùi xe mới nó nạt vô mũi luôn. Bởi vì nó là xe mới mà quý vị. Tâm chỉ sơ qua thôi nha, chứ không cần quay kỹ đâu. À, cái quan trọng nhất là xe này Tâm bao cho nhà mình là không có một cái lỗi gì hết. Mình đi test hãng toàn quốc, muốn test ở đâu đó test, cứ xách về nhà test thoải mái. Xe lỗi là tiền test, tiền gì Tâm chịu hết. Hoặc là không đúng km là tiền test, tiền vận chuyển, tiền thao tốn, tiền tinh thần vật chất gì Tâm chịu hết, và Tâm bù thêm cho cô chú chị vài triệu nữa là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa nè, đăng kiểm tháng 1 2025, biển số Bình Dương 09151, Honda City RS 2022, động cơ là 1.5, chỉ có vậy thôi ha. Bảo hành bảo dưỡng gì, sách hướng dẫn gì nằm hết trong đây nha quý vị. Đó,
Bịch ni lông chưa tháo ha. Túi khí an toàn. Trần nỉ nguyên rin màu đen, nhìn nó rất là ngầu. Tao cho cái máy cho khách hàng mình coi, cô chú anh chị mình coi cái máy coi biết cái xe nó có mới. Mà cái máy City mà xe mới nó đã lắm. Nhìn trời nó thích dữ lắm luôn. Nhìn cái máy này nha cô chú anh chị nha. Thì tao chưa thấy cái máy nào mà nó đẹp như cái máy của xe Honda. Đây, cho khách hàng mình coi, bà con mình coi để chiêm ngưỡng cái máy nó mới là nó ra làm sao ha. Đây nè. 100 cây số nha quý vị. Lưu ý giúp tâm 100 cây số. Honda City. Bản RS là bản cao nhất. Tâm bán cho quý cô chú chị mình là 620, hỗ trợ rút hồ sơ. Xe này nếu mà muốn mua góp qua ngân hàng vẫn ok nha quý vị. Mua góp qua ngân hàng thì xe này mua góp khoảng được 60% đến 70% ha, giá trị. À, mình có hộ khẩu thường trú cách thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương khoảng 100 km là mua góp được nha. Không có nợ xấu là mua được. Có gì đâu mà coi cái gì. Cái máy này tao nghĩ là cái máy này nè là cái máy đẹp nhất rồi, không có cái máy nào đẹp vậy đâu. Tại vì cái Honda người ta kỹ lắm, ta dặn ốc tới đâu là ta chấm sơn tới đó hết. Còn có một số hãng có chấm mà chấm ít, còn cái Honda nó chấm lên chỗ nào mà cũng chấm sơn hết. Nhìn cái máy nó mới, ắc quy nè, ắc quy khô luôn. Có gì đâu mà coi ha quý vị ha. Tao bán xe này cho quý cô chú chị là tao bán con xe mới nha, chứ không phải là cái xe mà có tì có vết có lỗi là không có nha, là tao bao luôn. Nếu mà cái hãng mà sai thì trả xe lại cho tao, tao phụ cho vài triệu tiền tổn hao cũng thằng chi phí đi lại. Chạy có 100 cây số, đúng là 120 cây số, nhưng mà tao nói 100 đây cho mình dễ nhớ, tương đương với khoảng 5-6 lít xăng gì đó. Từ lúc mua tới giờ chạy hết 5-6 lít xăng gì đó. Đang trong tình trạng lâu đai nha, và đang trong tình trạng bảo hành hãng tới năm 2025. Nắp nhớt này chưa được mở luôn, thôi khỏi mở nha. Nắp nhớt là vẫn còn nguyên thông luôn. Nếu mình mở mình xây nó lệch hướng, nhớt này cũng chưa thay luôn như cái gì. Rồi, chắc vậy là bà con cô chú chị mình chắc cũng hiểu được cái ý của Tâm muốn truyền đạt là như thế nào rồi ha. Tâm bán một con xe mới Honda City bản RS 2022 mới mua được 1 tháng, chạy hết khoảng 5-6 lít xăng gì đó. Tâm bán là 620 triệu nha, hỗ trợ rút hồ sơ và ký giấy. Nếu như cô chú anh chị mua xe này về thì nó dư ra cho gia đình mình khoảng được 50 triệu. Tiền xe này về sang tên thì nếu mà sang tên, nếu mà không phải cô chú anh chị mà muốn có ý định sang tên luôn á thì mình chi thêm ra khoảng 10 triệu đồng nữa là mình sang tên chính chủ luôn nha. 10 đến 11 triệu nữa là sang tên chính chủ luôn. Tâm nói vậy là cô chú anh chị mình hiểu được ý của Tâm rồi ha. Bao rút hồ sơ gốc về sang tên khoảng 10 đến 11 triệu nữa là ra tên chính chủ luôn. Honda City bản RS tháng 7 năm 2022 chạy được 120 cây số, tương đương với khoảng 5 lít xăng hay 6 lít xăng gì đó. Tao bán 620 triệu. Xe này là xe mới nha quý vị, xe mới chứ không phải là xe như thế nào hết đó. Từ trong hãng chạy ra bấm biển số xong là tao lấy luôn, chứ không phải mà xe lâu hay là xe này xe nọ ha. Và tao chốt cho nhà mình là 620 nha. Hãy liên hệ cho Tâm theo hai số điện thoại là 0974 835522 và 0917 215512. Đi bằng Google là đại lý ô tô Duy Tâm nha. Có đèn LED, đèn chiếu gần và đèn chiếu xa là toàn bộ là LED hết nha. Bản RS mới có ha. Và Tâm chốt luôn cho quý cô chú anh chị là 620 nha. Liên hệ bên Tâm để được sở hữu em nó. Tâm kết thúc video. Và xin chào bà con ạ.